siro xinh gái nghe nhỉ, trời ơi, siro xinh gái, thôi rồi nó xinh gái, thấp cái máy xuống này, đây là giờ mài răng ở chỗ đó, buổi trưa, anh đã sai hay làm lại từ đầu, trời ơi, rồi siro xinh gái quá, mắt của siro lại có bụi rồi. Nghe âm thanh vui tai. Đây là giờ mài răng ở chỗ đó. Buổi trưa. Giờ mài răng buổi trưa chuẩn bị là đến buổi để mài răng để chuẩn bị cho buổi chiều ăn. Đấy, nó cắn cái cục này nó đã cắn là đã bị đứt mất đoạn này. Cái răng của nó ghê không? Đó, đây là một. Còn một đối tượng ở đằng xa. Đây, đối tượng ở đằng xa đây, hai bà cháu mài răng đó. Mài răng rất nhiệt tình, mài răng chuẩn bị đan cỗ đó đó. Pila này, Pila cầm xuống bên dưới này, Pila nằm ở dưới này đi. Cầm cái cục của Pila xuống dưới này. Cầm cục xuống dưới này, không cục của Pila đâu. Không cái cục xương của Pila đâu. Xuống dưới này gặm cho nó sạch để anh tiện anh quay video hai đứa đi. Đấy Siro nó ra nó lấy cục của Pila rồi đấy, thế Pila lại lấy cục của Siro đi. Hai bà cháu đổi cho nhau. Siro nó nghe thế bảo là ra lấy cục của nó quay lại nó canh ngay. Ba cục cơ mà, con mèo Si nó không gặm thì còn dư ra một cục. Úi xời ơi, châu bò Pila. Châu bò Pila đạp tung cả cái lồng. Siro xinh gái nghe nhỉ, trời ơi, Siro xinh gái, thôi rồi nó xinh gái, thấp cái máy xuống này, nhìn Siro xinh gái này, Siro ơi, Siro ngồi đây như vừa rồi đi, Siro ngồi hắm như vừa rồi đi, Pila lấy một cục Pila chơi đi. Siro nó chỉ chơi được một con một cục thôi. Còn một cục còn đang dư đấy. Còn dư một cục đấy. Để lấy cho cái cục kia cho chúng nó vậy. Để lấy cái cục kia cho chúng nó là chúng nó không chịu, nó nhường nhau, nó không lấy. Thôi, mỗi đứa một cục. Đấy, nằm đấy. Thôi, Pila. Pila hầm quá nhỉ. Cứ phải trèo lên trên đấy. Hập. Thôi rồi. Nằm ở dưới này không chơi được ấy hả? Mà cứ phải nằm ở trên đấy. Hả? Cầm xuống dưới này chơi cùng với cháu cho nó vui. Rồi, Siro chơi đi. Sở mái đi. Pila nữa. Ok, hai đứa chơi đi. Tự do. Đó. Đi la mài răng nó. Nghe kịch 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 luôn. Đó. Siro. Nhìn cái bộ lông của Siro nhìn trông phê chưa? Đó. Siêu gần này, siêu gần này, đó, đó.
Quay về đi em hỡi. Anh đã sai hay làm lại từ đầu? Đó. Để làm gì? Để hát để cho Siro nhìn về phía này. Này người yêu dấu ơi, em được nghe gì trong tiếng sóng? Oh, whoop. Dáng ngồi tranh xả của dòng họ. Siro chưa ngồi theo kiểu đấy, có bà với mẹ ngồi kiểu đấy thôi. Siro chưa, không thấy Siro hay ngồi kiểu đấy, có bà với mẹ là ngồi là chắc chắn là ngồi kiểu đấy. Bà Pila với lại mẹ Messi. Đứa nào xinh nhất nhà này nhỉ? Nhờ. Nhà này đứa nào xinh gái nhất? Nhìn vào đây nào. Đứa nào là đứa xinh nhất? Xinh gái nhất là đứa nào? À, thế nào ở đây là có hai đứa xinh gái nhất rồi. À, nhà thế nào có hai đứa xinh gái nhất là đang nhìn vào đây rồi. Đứa nào xinh nhất thì nhìn vào đây. Ok, chấp nhận. Cả Siro, cả Pila đều xinh gái nhất. Có mỗi con Melsi nó đang nằm ở cái góc kia là nó không nhận nó xinh nhất thôi. À, còn đây là hai bà cháu này là đều là xinh nhất nhá. Chấp nhận. Đây. Góc này là nhìn mặt hai bà cháu này. Hai bà cháu là gần nhau này. Cái này cho nó đấu thành đấu mỏ luôn này. Không đấu mỏ được. Đó, giống nhau chưa? Nhiều người xem các video của gia đình ba đời chó Rottweiler này thì mọi người không nhận ra được con nào là bà, con nào là mẹ và con nào là cháu. Cái điều ấy rất là bình thường thôi. Nào Siro quay mặt đây nào. Thôi nằm yên đấy, quay mặt nhưng mà nằm yên đấy để anh quay video thôi. Cái điều ấy rất là bình thường thôi, bởi vì nếu mà nhìn mà nhận ra được từng con ấy thì là đấy là lên đến tầm đấy, có thể nói là tầm đấy là tầm lên tầm cũng là tầm chuyên gia về chó rồi đấy, thì nhìn sẽ phân biệt được, nhìn con nào nhận ra con đấy ngay, còn không nhận ra được đấy là việc hết sức bình thường. Nuôi chó gần chó 2 năm chưa chắc đã nhận ra được đâu. À, có thể là nhìn chó rất nhiều, nhìn nhiều con chó thì có thể nhận được ra, chứ còn nuôi chó 1-2 năm không nhận ra là việc hết sức bình thường mọi người nhé. Ít nhất là với mình là ngày xưa là như vậy đấy. À, nuôi chó 1-2 năm nhận ra được con chó của mình thôi, chứ còn chó người khác mình chả nhận ra được đâu. Đến một cái tầm nào đấy thì nhìn mỗi con nó một cái nét khác nhau. Thì đấy là đến tầm đấy là có thể nói là nhìn chó cũng gọi là tầm chuyên gia rồi. Nhìn rất nhiều rồi thì mới nhìn thấy phân biệt mỗi con nó một khác, nhìn cái nhận ra ngay. Nào Siro ngửa mặt lên anh xem nào. Ừ. Nào nhìn vào đây nào, chớp mắt nào. Trời úi giời, Siro xinh gái quá. Mắt của Siro lại có bụi rồi. Sao Messi không ra mài răng? Không thích à? Không ra mài răng với này hai đứa kia à? Trời ơi. Hai đứa này nó lại đang mài răng đây rồi. Đó. Ờ. Ok thôi, quay tí thế thôi, đi ăn đã. Chào mọi người nhá. Quay chúng nó chơi buổi trưa một chút. Đến giờ chủ đi ăn rồi. Đó. Kila đi ngủ rồi. Gặm chán rồi. Đây còn thừa cục đây. Một mình và một mình siêu này. Đó.